Còn Dow Jones nó tăng 600 điểm ngày mai câu chuyện của anh em sẽ lại là thị trường điều hành như giờ hơi 20 năm không vượt được 1.200 trong khi ở thế giới thì nó tăng gấp mấy lần <laughs> mọi người có nghĩ như vậy không mọi người có nghĩ là thị trường Việt Nam không vượt được một cái mốc nào đấy 1.200, 1.300 gì đấy mà nó cứ quanh quẩn mãi trong vòng 20 năm vừa rồi là do là lỗi điều hành không? Tôi nghĩ là chả phải cái lý do không vượt là do điểm số nó cũng đạt thôi mà điểm số thì nó được cấu thành cái thói quen giao dịch của thị trường thị trường cứ động tí lên bán tống bán tháo ra thì lấy đâu ra mà vượt được tất cả các cổ phiếu của việt nam xếp vào là cổ phiếu chu kỳ hết chả có cái ngành nào là không chu kỳ cả thế thì làm sao mà thị trường nó vượt được nên là mọi người cũng không cần phải kêu nhiều cái việc mà thị trường nó vượt hay là nó không vượt nó không ảnh hưởng gì đến em chúng ta cả thậm chí là bây giờ chúng ta đã hình thành cái thói quen là giao dịch theo uh, chu kỳ rồi nên bây giờ nếu mà nó vượt hẳn lên ấy, thì có khi là mọi người lại không quen không giao dịch được đâu nó cứ loanh quanh như thế này lúc lên lúc xuống doanh nghiệp thì à, lúc xuống thì đồn phá sản và lúc lên thì lại đồn là game gủng rồi tăng vốn rồi dự án thì nọ dự án kia các thứ tóm lại là chúng ta đã làm quen với cả thị trường như vậy rồi ai kiếm được tiền thì vẫn kiếm được tiền ai không kiếm được tiền thì thị trường nào cũng không kiếm được tiền nó không cần phải đòi hỏi gì nó thái quá cả mình nghĩ là chúng ta có quyền để chơi ủy ban chứng khoán hoặc là chơi bộ tài chính nhưng mà không phải là chê vì thị trường nó không vượt chúng ta có thể chê tại vì họ liên tục không đạt được những cái deadline của những cái công việc mà họ cần phải làm ví dụ như là KRX chẳng hạn liên tục lùi deadline khoảng 10 năm nay rồi đến thời điểm hiện tại cũng hẹn không có ngày trở lại thì rõ ràng là họ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán chẳng hạn mình làm nghề mình biết ở cái thời điểm hiện tại thì cái quản lý và cấp phép chứng chỉ hành nghề nó rất là lòng lẻo nói chung là có dạy nhưng mà là dạy cho có và cấp chứng chỉ thì cũng chỉ là cấp cho có thôi mình cũng cố gắng sắm được một cái nhưng mà nó thật sau đó mình chả thấy nó có cái sự khác biệt gì cả Thế nên là mình nghĩ nó là một cái vấn đề liên quan đến điều hành đấy, thì Những cái đấy chúng ta có thể chê được Còn à, luật pháp về chứng khoán đó, Rõ ràng giai đoạn gần đây chúng ta thấy là Bắt bớ về làm giá cổ phiếu Lừa lọc đầu tư các thứ rất là nhiều đúng không Thì cái đấy cũng là cái mà ủy ban chứng khoán Cũng như là bộ tài chính làm chưa tốt Chứ còn cái việc mà thị trường nó không vượt được mức nọ Không vượt được mức kia là do chúng ta mà thì Chúng ta bây giờ cứ hẹn với nhau là tất cả mọi người cùng mua Không ai bán xem Vì thị trường cuối năm nó trở lên 2.000 ấy chứ Cơ hội nó có rất là nhiều và kể cả thị trường Sideway chúng ta vẫn tìm kiếm được những cái cơ hội miễn là chúng ta có tư duy điều thứ đúng thôi giai đoạn này thì nói thật là mình cũng chả có lợi nhuận nhiều vì cái tư duy mua theo xu hướng tăng của mình ấy, nó không phù hợp với thị trường hiện tại thị trường hiện tại nó không có xu hướng tăng nhưng mà mình vẫn kiểm soát tốt được cái rủi ro mình cũng chả về cắt lỗ mấy nên là ở cái thời điểm này thì uh, tùy vào cái tư duy của bạn bạn sẽ thấy được là thị trường nó hiệu quả hay là không hiệu quả bạn có thể lựa chọn đánh nhiều hay đánh ít giai đoạn này mình nghĩ là những người giao dịch theo xu hướng giống như mình thì nên lựa chọn là đánh ít thôi chúng ta tham gia cọ sát thị trường ở đấy cảm giác thôi còn bản thân chúng ta đánh ra xu hướng thì chúng ta cũng không thể nào hô cổ phiếu bất chấp được. Không thể nào có chuyện là cầm cổ phiếu sống nhắm mắt hô lên được. Chúng ta đành phải kiên nhẫn ở giai đoạn này thôi. Không kiên nhẫn cũng chả làm gì được.